Cô chào các em học sinh trường Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Hằng ngày gia đình em thường sử dụng những loại lương thực thực phẩm nào và em có biết gì về những tính chất của các loại lương thực thực phẩm đó? Hôm nay cô trò tiếp tục tìm hiểu bài 14, một số lương thực thực phẩm. Chúng ta cùng tìm hiểu một số loại lương thực. Thì ở Việt Nam mình, một số loại lương thực phổ biến là lúa, bắp, khoai lang, khoai mì. Chúng ta cùng tìm hiểu về hàm lượng tinh bột và năng lượng của một số loại lương thực có trong 100g lương thực. Đối với gạo thì trong 100g gạo, tinh bột là 80g, năng lượng là 1.528 kJ. Ở ngô thì 100g ngô sẽ có 74g tinh bột và năng lượng là 1.528 kJ. Riêng đối với khoai lang thì tinh bột sẽ là 20g và năng lượng là 360 kJ trong 100g. Ở khoai lúa mì, tinh bột là 71g và năng lượng là 1.369 kJ trong 100g. Đối với sắn, còn gọi là khoai mì, thì tinh bột chỉ có 38g và năng lượng là 670 kJ trong 100g. Ở khoai tây, trong 100g khoai tây sẽ có tinh bột là 20g và năng lượng là 322 kJ. Ta đã biết 100g ngô và 100g gạo đều sinh ra năng lượng là 1.528 kJ. Vậy tại sao ta không ăn ngô hay gạo? Các em có biết tại sao không? Vì gạo ăn dễ tiêu hóa hơn ăn ngô. Ngoài ra, gạo còn chứa những chất dưỡng chất tốt cho cơ thể nhiều hơn so với ngô đó các em. Sau khi tìm hiểu một số loại lương thực ở Việt Nam rồi, các em hãy cho cô biết lương thực là gì? Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột nè, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột carbohydrate trong khẩu phần thức ăn. Các em ghi bài phần này cho cô. Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột carbohydrate trong khẩu phần thức ăn. Ngoài ra, lương thực còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như protein, còn gọi là chất đạm, lipid, chất béo, calcium, phosphorus, sắt, các vitamin nhóm B như là B1, B2 và các khoáng chất khác. Chúng ta cùng tìm hiểu về một số tính chất và ứng dụng của lương thực. Đầu tiên là ngô. Ngô còn gọi là bắp. Ở trạng thái bắp, hạt, có tính chất dẻo, được dùng để luộc, nấu hay là làm sữa bắp, làm bắp xào bơ, các loại bánh, và được dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Chúng ta cùng tìm hiểu về sắn còn gọi là khoai mì. Ở trạng thái cũ, có tính chất bùi, được dùng để luộc, nấu, hấp, làm bánh và sản xuất bột ngọt, dùng làm thức ăn cho gia súc. Các em lưu ý cho cô, sạc khoai mì nó có chứa độc tố, có thể gây chết người, nên không được ăn khoai mì tươi khi chưa luộc chín. Khi ăn khoai mì tươi thì các em cần bóc hết phần vỏ hồng bên trong, ngâm nước từ 12 đến 24 giờ trước khi luộc. Khi luộc xong cần phải mở nắp cho bay hết hơi để loại bỏ chất độc. Còn đối với gạo thì ở trạng thái hạt, có tính chất dẻo, dùng để nấu cơm, làm các loại bánh, dùng để lên men sản xuất rượu. Khoai lang ở trạng thái cũ, có tính chất bùi, được dùng để luộc nấu làm các loại bánh và làm thức ăn cho gia súc. Sau khi đã tìm hiểu về gạo, ngô, khoai lang, sắn, các em hãy hoàn thành bản 14.1 sách giáo khoa trang 69. Gạo ở trạng thái hạt, tính chất dẻo, ứng dụng được nấu cơm, làm bánh, sản xuất rượu. Ngô ở trạng thái bắp, hạt, có tính chất dẻo, ứng dụng luộc, chế biến các loại bánh, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Khoai lang ở trạng thái cũ, có tính chất bùi, được ứng dụng làm luộc, chế biến các loại bánh, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Sắn ở trạng thái cũ, có tính chất bùi,
cũng được dùng làm luộc, chế biến các loại bánh làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và còn làm bột ngọt nữa. Như vậy, các em thấy là dựa vào tính chất và ứng dụng khác nhau của mọi loại lương thực mà người ta chế biến thành nhiều sản phẩm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng. Các em ghi bài phần này cho cô nhé. Chúng ta sang phần 2, tìm hiểu một số loại thực phẩm. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về thực phẩm tự nhiên thì bao gồm có thực vật, lương thực, rau xanh, trái cây. Động vật thì gồm có thịt, cá và lên men thì gồm có rượu, bia, nước giải khát. Các em hãy kể tên một số loại thực phẩm gia đình em thường sử dụng hàng ngày. À, trong gia đình mình thường sử dụng hàng ngày gì các em? Gạo nè, trứng nè, thịt, cá, bánh mì, các loại rau nè, đúng không các em? Vậy thực phẩm là gì? Thực phẩm còn gọi là thức ăn là sản phẩm chứa chất bột, carbohydrate, chất béo, lipid, chất đạm, protein, vân vân mà con người có thể ăn hay uống được nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tại sao trên bao bì và vỏ hộp các loại thực phẩm người ta thường ghi hạn sử dụng? Thực phẩm dễ bị phân hủy bởi các vi sinh vật hoặc bị oxy hóa trong không khí dẫn đến hư hỏng, do đó nên sử dụng thực phẩm trong thời hạn quy định để tránh bị ngộ độc thực phẩm đó các em. Các em hãy nêu dấu hiệu nhận biết thực phẩm bị hỏng. À, rau xanh nè, các em mà để lâu quá sẽ bị héo nè, thối rữa. Còn trái cây mà các em để lâu sẽ bị héo, mốc và chuyển sáng màu sắc. Còn bánh mì các em để lâu sẽ xuất hiện mốc. Còn thịt cá thì để lâu sẽ xuất hiện nấm mốc, có mùi hôi rất là khó chịu. Đó là một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm bị hỏng đó các em. Dấu hiệu nào cho chúng ta biết một người bị ngộ độc thực phẩm? À, dấu hiệu để nhận biết một người bị ngộ độc thực phẩm là sau khi ăn uống 2-3 giờ hoặc 2-3 ngày xuất hiện triệu chứng là đau bụng nè, nôn mửa, tiêu chảy, mất nước và thậm chí là sốt thấp. Đối với bệnh nhân bị ngộ độc nhẹ, sau khi nôn và đi ra ngoài hải chất độc sẽ bình phục. Còn đối với trường hợp có hiện tượng tím tái, khó thở thì các em phải cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để rửa ruột và có những điều trị cần thiết. Các em hãy nêu nguyên nhân nào gây ra ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm rất đa dạng nhưng có thể chia thành 4 nhóm chính sau. Thứ nhất là do ký sinh trùng, do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn, do virus, do nấm mốc và nấm men. Thứ hai là do nhiễm các chất hóa học, do ô nhiễm kim loại nặng, thực phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước đất bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng, do dư thừa bảo vệ thuốc thực vật, thuốc thú y, do phụ gia thực phẩm, do quá chất bảo quản thực phẩm và các chất phóng xạ. Nguyên nhân thứ ba đó là do thức ăn bị biến chất, oi thiêu. Ví dụ như là một số loại thực phẩm để lâu hoặc bị oi thiêu thường sinh ra các độc tố. Cũng ví dụ như là dầu mỡ mà các em sử dụng nhiều lần đó các em. Các em cứ chiên đi chiên lại hoài thì sẽ gây hại cho sức khỏe của con người. Các độc tố này sẽ thường không bị phân hủy hoặc giảm khả năng ngộ độc dù được chúng ta đun sôi. Còn nguyên nhân thứ tư là do thực phẩm có sẵn các độc tố như là các loài cá nóc nè hay là các loài nấm độc. Các em lưu ý chúng ta không được ăn khoai tây đã mọc mầm vì nó chứa độc tố có thể gây chết người đó. Như vậy chúng ta thấy là thực phẩm mà mình để lâu ngoài không khí hay là khi trộn lẫn các loại thực phẩm với nhau hoặc bảo quản thực phẩm không đúng cách sẽ làm cho thực phẩm có thể bị biến đổi tính chất về màu sắc, mùi vị và giá trị dinh dưỡng vân vân. Đó là nội dung của bài. Các em ghi phần này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhóm chất dinh dưỡng khác. Chúng ta sẽ quan tâm đến 3 nhóm chất chính, đó là chất béo, lipid, protein, chất đạm và chất khoáng và vitamin. Protein còn gọi là chất đạm sẽ có ở trong thịt, cá, trứng, sữa và các loại hạt như đậu, vân vân.
Như vậy chúng ta phân biệt protein có từ động vật và protein có từ thực vật. Protein thực vật thì gồm có các loại đậu. Còn protein động vật thì gồm có trứng, thịt, cá, trứng, sữa. Protein có vai trò quan trọng trong việc cấu tạo, duy trì và phát triển cơ thể. Protein còn liên quan đến mọi chức năng sống của cơ thể và cần thiết cho sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về lipid, còn gọi là chất béo. Lipid được cung cấp bởi cả động thực vật. Lipid có nguồn gốc từ thực vật như là bơ thực vật, nè, dầu tinh luyện, dầu đậu nành, phần v.v. Còn ở trong động vật thì có ở trứng, thịt, cá, hải sản. Lipid có nguồn gốc từ động vật còn được gọi là mỡ. Và lipid có nguồn gốc từ thực vật còn gọi được là dầu. Lipid có ở các sản phẩm để chế biến như là bơ, dầu thực vật và trong các sản phẩm tự nhiên như là sữa, lòng đỏ trứng, thịt, cá, lạc, vân. Các em có biết không, lipid là thành phần cung cấp quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày, là nguồn cung cấp năng lượng dự trữ trong cơ thể, có tác dụng chống lạnh, ngăn ngừa sự mất nhiệt dưới da. Lipid có tác dụng như vậy, nhưng nếu bị dư thừa thì sẽ sinh ra rối loạn quá trình trao đổi chất, sinh ra bệnh tật. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về nhóm chất khoáng và vitamin. Đầu tiên sẽ tìm hiểu về chất khoáng. Chất khoáng được chia làm hai loại là nguyên tố đa lượng và nguyên tố phi lượng. Nguyên tố đa lượng là lượng cần thiết mỗi ngày phải lớn hơn 100mg. Có 7 loại nguyên tố đa lượng như là calcium, phosphorus, kali, v.v. Và nguyên tố phi lượng là loại nguyên tố nó cần rất ít nhưng mà có tác dụng rất là quan trọng. Ngày nay người ta thấy có 14 loại nguyên tố như là iốt, kẽm, v.v. Chất khoáng rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Ví dụ như là calcium nè, rất cần thiết cho sự phát triển xương và răng, làm chắc xương và răng. Nếu thiếu canxi, xương sẽ trở nên xốp và yếu. Do đó, người già cần bổ sung thêm canxi trong sữa đó các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu về iốt. Nó nằm ở trong nhóm nguyên tố phi lượng. Thiếu iốt sẽ gây bệnh về bú cổ ở người lớn. Còn đối với trẻ em sẽ gây ra chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn. Cách bổ sung iốt đơn giản nhất là bổ sung muối ăn iốt trong bữa ăn hàng ngày. Vitamin. Vitamin là những chất chỉ cần một lượng nhỏ nhưng có tác dụng lớn đến quá trình trao đổi chất. Vitamin được đặt tên theo chữ cái như A, B1, B2, C, D, E, v.v. Vitamin được chia làm hai nhóm. Nhóm vitamin tan trong nước thì bao gồm vitamin B và C, v.v. Vitamin tan trong chất béo, vitamin A, D, E, K, v.v. Cơ thể không tự tổng hợp được đa số vitamin mà phải lấy qua thức ăn. Nếu thiếu vitamin sẽ dẫn đến rối loạn quá trình chuyển hóa. Ví dụ, thiếu vitamin A sẽ dẫn đến mắt kém. Thiếu vitamin D sẽ dẫn đến xương và cơ thể kém phát triển. Theo nghiên cứu gần đây, vitamin D còn giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật như là trầm cảm, tiểu đường, ung thư, v.v. Thiếu vitamin C sẽ gây ra bệnh thiếu máu, vết thương chậm lành. Vì vitamin C giúp hấp thu được sắt. Nếu thiếu vitamin C, cơ thể không hấp thu được sắt sẽ gây ra hiện tượng thiếu máu. Nguồn thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin là các loại hải sản, các loại rau xanh, củ, quả tươi, v.v. Vậy chúng ta phải làm gì để duy trì nguồn thực phẩm đa dạng và chất lượng? Chúng ta phải phát triển nông nghiệp bền vững và chế biến thực phẩm. Vậy để đảm bảo an ninh lương thực, chúng ta cần có những biện pháp nào? Để đảm bảo an ninh lương thực thì chúng ta cần phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Em hãy kể tên một số loại lương thực thực phẩm được sử dụng làm nguyên liệu để chế biến nước mắm và dầu ăn. Để chế biến nước mắm,
thì người ta cần có những cái nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là cá biển và muối. Còn trong việc chế biến dầu ăn thì người ta cần đậu nành và đậu phộng. Tại sao ta phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm? Do thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người và cộng đồng, cho nên chúng ta phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Để sử dụng lương thực thực phẩm an toàn, em thường phải chú ý những điều gì? Chúng ta phải chú ý những điều sau đây nè các em. Thứ nhất, chúng ta phải chọn lương thực thực phẩm còn hạn sử dụng, có nguồn rất rõ ràng, tươi mới, giết mổ đúng tiêu chuẩn. Thứ hai là chúng ta phải chế biến thực phẩm an toàn, sạch sẽ, kỹ lưỡng. Thứ ba, chúng ta phải giữ vệ sinh nơi chế biến thực phẩm và đồ dùng nấu nướng. Thứ tư là chúng ta bảo quản thức ăn chín đúng cách và đun kỹ lại trước khi ăn. Thứ năm là chúng ta phải sử dụng nước sạch trong ăn uống. Thứ sáu là chúng ta phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thứ bảy là chúng ta phải giữ vệ sinh môi trường. Đó là những việc mình phải thường chú ý đó các em. Loại thức ăn nào sau đây chứa nhiều chất đạm? Rau xanh, gạo, thịt, ngô. Các em chọn cho cô đáp án là câu gì? Đáp án của mình sẽ chính là thịt, là thực phẩm chứa nhiều chất đạm. Các em nhớ về nhà học bài và làm bài tập trên lớp học.hochiminhedu.com nha các em. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.